Hello cả nhà. Thì hôm nay mình cũng đi câu tôm đó nha cả nhà. Này câu tôm theo những cái bến bãi mà có xà lan bãi trống rồi nhiều đó. Hôm nay mình sẽ đi câu tôm nha cả nhà. Tông Vlog xin chào cả nhà nha. Này tiếp tục hành trình đi câu tôm nha cả nhà. Này câu tôm thì điểm này thì nói chung là cũng là cũ hết. Nhưng mà nó cũng có mới. Thì mới là mới năm nay. Nhưng mà mấy năm trước thì nó cũng đã cũ. Thường năm thì mình lên đánh những thế này đó. Thì hôm qua hôm nay thì kết quả như thế nào rồi cả nhà cùng đón xem nha. Hôm nay mình sẽ câu tôm và nấu ăn nha. Dễ là đó đó đó. Rồi cá nữa rồi. Dễ ghét trời. Đây 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 các bạn ơi. Đầu tiên nha cả nhà. Một con đầu tiên nha. Xả độc luôn nha. Đâu em ăn ngồi của anh em tính quịch à. Tính quịch của anh à. Đi chạy ha em. Năng của anh là chạy à. Chạy được sao. Chạy được sao. Chạy hả. Chạy sao.
chạy đi đâu, tôi chạy đi đâu hả đi à. Chúng bước vào đời không nên mê chơi bời. Chạy mà được à. Su nếu mềm luôn mồi của anh mà tính quệt sao. Ở trong nữa kìa. Kỳ quý cái gì vậy, trời ơi cái lông nữa.
á. Kẹp thứ mấy cái khóe đau muốn ngửa luôn. Bây giờ mình dẹp lên mình đi nấu mì ăn cả nhà ơi, quá đói rồi. Lôi dụng cụ đồ chế ra nấu mì ăn cả nhà ơi. Cái này sáng cũng có tranh thủ, cái này mua này cũng lạ lạ. Bây giờ nấu mì ăn, bắt ít tôm lên luộc nấu mì hết bài luôn. Mình câu cũng được vài con gì đó, bắt lên mình sẽ nấu mì ăn nha cả nhà. Có con nào tệ không, có con nào nhìn nó xấu không? Dạ. Dạ, để dưới. Rồi xong, 4-5 con vậy là đủ cả nhà ơi. Đi chưa? Ây da. Thơm. Lên nào. Mà đi sạn mà không có đem chén, không có đem đũa gì hết trơn cả nhà. Giờ mình bẻ cái sậy cái mình bưng cái nồi xuống là mình dứt luôn à, không có muỗng không có gì hết trơn. Sáng đi cái quên. Giờ mình cắt cái này làm đôi đũa đi. Thế là sao giờ? Cho bụi bặm đi. Này làm đôi đũa đi cả nhà. Đó, cũng được. Cái này là cái sậy nha cả nhà. Dạ, không có đũa bọng đi chơi đem sậy làm đũa luôn. Vút này sơ sơ đi. Rồi, cũng sắp chín rồi nha.
đâu Khôi? Khôi chàng ơi, nó đã kìa. Tao bà cậu gì đây ăn mì, tao bà cậu ơi, đậu cho con được nhiều tôm, câu nhiều tôm. Đây con lào đũa nó đẹp chút coi. Tao bà cậu về ăn mì đâu, con dính buổi chiều dính thiệt nhiều tôm cá này. Tao bà cậu về ăn, không có đũa gì chân, lấy này làm đũa luôn. Mày cả nhà cũng ăn mì nha, mình không có muỗng cái gì chân thì gì đi. Đỡ gì đi. Quá ngon. Bưng cái nồi hấp luôn. Đũa được quá to đó với mình. Cũng được lắm nha. Ngon. Cái kiếm chỗ lăn ra ngủ luôn đã. Thế nào không có gì thương lượng được nha. Sớm mình đi mà không có đem đũa, mình cái xay nè, chắc là làm đũa luôn, cũng có đem muỗng luôn, bưng nồi hấp quay nha. Giờ nó chiếc cho nào mất mát thì mình nằm chút đi, mình nhiều mất mát cái tôm nó mới ăn. Làm nghỉ chút nha cả nhà. Con này hơi to nha cả nhà. Ôi giời, mẹ chạy nha con. Quá khứ sướng luôn cả. Chết cha trời. Ăn lúc cho mẹ lử nữa các bạn ơi.
lúc lử luôn, bỏ lử à. Quá khổ. Quá sợ. Ây da. Lủng thịt luôn trời. Ôi da. Cái này cả nhà ơi. Chết tôi rồi. Đây nó vậy nè. Ô thấy nó ăn nhịp. Chết em rồi mấy anh ơi. Quá đau. Xong nha cả nhà, giờ mình dọn dẹp đi về. Quả trời chuyển mưa các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ không quay kết quả nha. Thì mình câu cái những cái bàn tải bến đò này kia thì thấy dính rất là ok. Thì nãy từ khi mình ăn cơm tới giờ quay cũng nó dính cũng rất ok nha cả nhà. Bây giờ mình đi về, để chuyển mưa dữ lắm rồi kìa. Đó, mình sợ không kịp nha cả nhà. Cả nhà xem kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha. Thì hôm nay câu được rất là ok luôn.